Anh xài rồi. Anh ơi. Mệt vãi chưởng. Không có sung sướng gì đâu. Tao nói cho hai cái thằng này biết nha. Nào, 1, 2, 3, bắt đầu. Vậy là anh em quay như này là nó còn còn hơn cả bình thường là 4 người quay. À, 4 người quay người như thế. Mình sống rất giàu. Hello. Hello. Hello, đừng có chịu con như thế nhà mọi người. Người ơi, quay xong phát tối nay ngồi live Bigo, live Bigo tí anh em quay đủ phát anh em về luôn à. Về luôn anh em vừa rút video lại quay thêm cái nào thì quay. Bây giờ mới đủ máy này 44 phút nữa mới hết đấy. 44 phút nữa nhanh không. Bây giờ là mấy giờ? 5 giờ rồi, 44 phút, 6 giờ về đăng là vừa. 6 giờ về đăng là vừa, quá ok luôn. 6 giờ mình lại về lại Bigo nhà nhà mời ăn kiếm thêm tí cá mắm 2-3 triệu. Dạ, vừa đăng vừa lại Bigo cũng được. Ừ, chỉ cần có mặt mình là được mà. Cần đích thì nói chuyện. Cần đích. Ừ. Nếu mà nói chuyện thì nó tặng thêm đậu mình thì lại có thêm tí cá mắm nhá. Vừa đăng vừa lại Bigo. Ok rồi nhà nhà mời. Mình lại chuyến cánh nhà. Đây là anh trai mình nhà mọi người. Mọi người ơi, chất lượng luôn đó. Anh trai mình number one luôn đó. Rất là chăm chỉ. Chưa vợ nha mọi người.